sát liền phá giúp em ạ. Anh chị nào chưa khai báo, khai báo giúp em đi ạ. Ngày 7 tháng 6, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận tại các trạm kiểm soát dịch ở quận Gò Vấp không xảy ra tình trạng ùn ứ kẹt xe như những ngày đầu mới lập trạm. Tại trạm kiểm soát đường Nguyễn Kiệm, trạm ngã tư Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, người dân qua lại cũng có ý thức khi chủ động khai báo y tế qua QR code. Tại các trạm kiểm soát dịch ở quận Gò Vấp, lực lượng tình nguyện viên thường xuyên có mặt hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong việc khai báo y tế điện tử hoặc chưa thực hiện khai báo y tế điện tử. Đặc biệt ở các trạm có gắn trạm phát Wi-Fi để người dân kết nối khai báo y tế điện tử nhanh chóng thuận lợi. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tại các trạm có người hỗ trợ giúp người dân khai báo y tế đối với các trường hợp không có điện thoại thông minh, chưa rành khai báo y tế qua điện thoại. Đến đây để hỗ trợ người dân khai báo y tế, những người mà chưa có điện thoại hay là không biết khai báo thì tụi em sẽ khai báo hộ và sau đó đóng một cái hộp vào tay người dân và sau đó người dân lên chốt chỗ công an thì công an sẽ cho đi qua trang bị wifi để giúp bà con không có mạng để có thể đăng nhập vào để khai báo y tế. Ghi nhận sau 8 giờ 30, đồng loạt các trạm ở cửa ngõ ra vào quận Gò Vấp đóng lại để thực hiện khâu kiểm tra. Tình hình giao thông ở các trạm ngã tư Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, trạm kiểm soát trên đường Nguyễn Kiệm, thông thoáng. Các phương tiện qua lại ngã tư di chuyển ổn định, không còn tình trạng ùn tắc. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 6, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 ngày triển khai quy trình khai báo y tế điện tử cho người dân ra vào quận Gò Vấp, đã có hơn 185.000 lượt khai báo của người dân. Trong đó, thông qua việc kiểm tra, lực lượng kiểm soát tại các chốt ra vào tại quận Gò Vấp đã phát hiện và xử lý 3.464 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao.